Cám Chi Lúc Việt chào tất cả các anh em đang theo dõi video. Như các bạn đang thấy ở đây là những cái hạt cám dành riêng cho chè than và chè lửa. Nhà mình làm dòng cám mát ăn ổn định quanh năm luôn, chỉ một loại thôi, 200.000 một kg và miễn phí ship trên toàn quốc nha các bạn. 1 kg này sẽ được 4 gói như mình đang cầm ở trên tay đây. Đấy, đây đang đóng đơn cho anh em đây. Đặc biệt thì nhà mình vừa chơi vừa chia sẻ lại cho anh em, do vậy là không có để qua bất cứ một khâu trung gian cửa hàng đại lý nào cả. Các bạn lấy thì cái điện trực tiếp cho Cám Đất Việt nhé, theo hai số điện thoại ở đây. Đấy, ví dụ như là đây, anh em đặt đấy, 1 cân chè của Hà Nội này, anh em lấy chè mi của Tuyên Quang này. Bởi vì là nhà mình ngoài sản phẩm cám chè này thì còn chuyên sản phẩm cám họa mi và trào màu nữa. Đấy, do vậy là cùng giá là 200 một cân. Do vậy là các bạn có thể lấy theo gói cũng được, làm sao mà được từ 1 kg trở lên là được miễn phí ship rồi. Đấy. Đấy, ví dụ như là đây. Đây anh em mà lấy theo gói nhỉ. Đây. Đây này, các bạn lấy theo gói, đây cắm màu và mi anh em lấy theo gói này. Rồi thì cắm mi trắng màu này. Rồi thì màu và chè này đây các bạn. Đấy, lấy mỗi loại một nửa cân là được, 1 cân là được miễn phí ship rồi. Ở đây nữa này, anh em lấy mỗi loại nửa cân này, mi chè màu này. Đó. Thế thì đây, hai cái số điện thoại của nhà mình này, 0908070555 hoặc 0944114410. Đó. Mình sẽ gửi tận nhà cho anh em trên toàn quốc luôn. Đây, đây ví dụ một số anh em mà tỉnh này, cần màu này, màu lấy mấy ký luôn, rồi mi ở Đà Lạt này. Đấy, rồi đây đang cái đóng đơn này cho anh tính của Hà Nội này, cám chè mi này. Đấy, lấy mỗi loại 1-2 gói làm sao mà được từ 1 kg trở lên thì là được miễn phí ship rồi. Các bạn có thể xem thêm trên cái website camchimdatviet.com, mình chia sẻ rất nhiều cái thông tin về sản phẩm cũng như là cái kinh nghiệm nuôi chim thực tế, các bạn có thể xem nhé. Lần nữa thì cảm ơn tất cả các anh em đã luôn luôn tin dùng ủng hộ Cám Chim Đất Việt. Đây, nhà mình sẽ tiếp tục đóng gói nốt các cái đơn cám ngày hôm nay để gửi tới cho anh em cho kịp chuyến. Chào tất cả các anh em.